Em nói với anh chị rồi, đừng bao giờ ham rẻ. Nhưng mà rẻ không ham sẽ được anh chị. Trời ơi, em chưa thấy người ta nào mà thích mắc hết á. Rẻ nhưng quan trọng là mình nhận được đúng cái giá trị hay không. Đó, cái đó mới là quan trọng anh chị. Nếu mà cái giá trị nó là chuẩn ha, rồi mà rẻ nữa thì anh chị phải chớp ngay và liền cho em. Và em nói những cái deal đó cũng không nhiều anh chị. Chứ mà những cái deal đó mà nhiều thì em nói thiệt, những cái nhà sản xuất người ta ra đường ở hết nha. Đây, giống như con máy này nè, T14S Gen 4 anh chị. Mẫu này thì em phải nói là đẹp 500% luôn, chứ còn 400% là xứ rồi. Lý do mà đẹp 500% anh chị ha. Thứ nhất á, là về thiết kế và vật liệu cấu thành. Thì cái con máy này nó được cấu thành từ ma dê và sợi carbon, thì anh chị biết hai cái vật liệu đó rồi, rất là chắc chắn, bền bỉ, nhưng mà nó nhẹ nha. Cái dòng máy siêu trâu ha, nhưng mà thiết kế rất là mỏng anh chị thấy không, mỏng và đủ cổng ha cho mình sử dụng nè. Anh em nào làm kỹ thuật nào kia hoặc là giáo viên rất là nhẹ ha, học sinh kế toán gì xài được hết. Em nói cái công năng và giá trị sử dụng thì cái con máy này nó đang chạy con chip là Core i7 anh chị, RAM 16 GB ổ cứng 1T, 1T thì lưu trữ cả thế giới giam cường. Gen 4 cái con này á chạy chip là i7 thế hệ 13 nha, đó rất khỏe. Màn hình em này có cảm ứng luôn nha, quá đã luôn. Camera AR, đó nghĩa là anh chị nhìn vô là mở bát rồi, không cần phải gõ phím chi cho mệt. À, nhắc đến phím thì mới nói, phím của ThinkPad nó là một cái gì đó mà hoàn toàn khác biệt so với thế giới laptop phần còn lại luôn, có nghĩa là gõ cực sướng anh chị. Đó, cái thứ ba, đó là cái thương hiệu. Thì anh chị biết không, nghe đó ThinkPad thôi là em nổi da gà cho nó luôn. Bán con máy 10 năm sau khách hàng mới quay lại để đổi máy thì anh chị nghĩ đi, khổ lắm chứ không có sung sướng gì đâu. Khi mà chọn bán ThinkPad thì anh chị biết rồi, bền vô đối luôn ha. Thì bền người ta mới dùng được 5-7 năm, mà anh chị nghĩ đi, một cái con máy 5-7 năm 10 năm đi theo bên mình ít lỗi vặt nè ha, rồi nó kiếm ra tiền được cho mình, nó lưu trữ những cái dữ liệu quan trọng của mình, thì nó giá trị nó đem lại cho mình là sao anh chị, quá lớn đúng chưa, quá lớn. Cái thứ tư đó là cái giá. Thì hiện tại con máy này nha, nó là hàng new outlet của hãng anh chị biết không. Đó thì tất cả những cái gì trên đây nè, đó anh chị thấy đều là chính hãng 100% hết đó. Em còn ship về anh chị thấy không, dán thông tin địa chỉ người nhận em mới lột ra, thì đầy đủ là chính hãng hết, không có gì lai đô hết. Và trong đây nó có một sạc. Hàng outlet này á thì nó tên gọi chung của nhiều loại hàng anh chị. Đó có nghĩa là nó có hàng refurbished có nè, rồi hàng open box có open box, nhưng mà hãng nó lột ra nó bỏ vào cái hộp này anh chị, để cho tránh người mua bị nhầm á, nhầm bị dealer tới tao bán tới gạt khách đó. Đó. Cái đẹp 500% anh chị là cái đẹp mà em nói là rất quan trọng luôn. Đó là cái chính sách bảo hành và hậu mãi bên Nam Cường. Thì con máy này bên Nam Cường là bảo hành là 12 tháng ha. Trong 15 ngày đầu anh chị bất kỳ cái lỗi gì ra em Cường đổi ra cho một cái máy khác liền, hoàn toàn không có lỗ lã cái gì hết. Và nếu trong 12 tháng đó anh chị bị lỗi lầm gì đó ha, thì em Cường chỉ có thay thế thôi, và thay thế nó là hàng chính hãng nha, chứ không có sửa. Ví dụ như nó ăn vô men vô CPU nọ kia là em Cường sẽ kiếm một cái máy line new đổi cho anh chị luôn, chứ không có sửa nha. Đặc biệt bên em là như vậy, bảo hành nhanh gọn lẹ để cho khách hàng em yên tâm sử dụng, ok chưa. Mà cái này là em Cường nói được làm được. Đố anh nào á mà mua máy em Cường rồi mà quay lại comment vô nói là bảo hành nọ kia ABCD, không bao giờ có anh chị. Tại vì em làm mà nói được là làm được, như đinh đóng cột nha. Cái đẹp 500% đáng để cô chú anh chị suy ngẫm lắm á.